Chống nóng sai cách, nhiều người bị liệt dây thần kinh số 7. Liệt dây thần kinh số 7 có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và giới tính. Không chỉ xảy ra ở người lớn đâu nha, mà trẻ nhỏ 1-2 tuổi cũng đã từng gặp phải tình trạng như thế này. Bệnh này thì không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên á, sẽ để lại những di chứng sau này. Biểu hiện rõ ràng nhất của những người bị liệt dây thần kinh số 7 á, là khuôn mặt bị sệ và lệch sang một bên, mắt thì không thể nhắm chặt được, và khi mà ăn uống và nói chuyện thì rất là khó khăn. Và lý do thường gặp nhất đó chính là trời nắng nóng khiến cho chúng ta bị mất nước, kiệt sức, đau đầu và mệt mỏi, dẫn đến là rất nhiều người mong muốn sẽ được ngồi trong phòng máy lạnh với nhiệt độ thấp, hoặc là sử dụng quạt thẳng vào trong người này, hoặc là uống nước đá lạnh để có thể giải nhiệt. Và những điều đó khiến cho chúng ta tăng nguy cơ bị đột quỵ, dễ bị liệt dây thần kinh số 7, hoặc sẽ có những vấn đề liên quan đến hô hấp hoặc là phổi nha. Đối với những bệnh nhân bị tai biến đột quỵ á, thì tỷ lệ cứu sống rất cao nếu như chúng ta cấp cứu kịp thời trong khung giờ vàng, tức là 3 hoặc là 4 tiếng đầu sau khi bị đột quỵ. Còn đối với những bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 á, thì chúng ta hãy nhanh chóng đưa họ vào bệnh viện nha, để có những phương pháp điều trị phù hợp, ví dụ như là châm cứu chẳng hạn. Các bạn ơi, cho dù nhiệt độ ở ngoài trời có nắng nóng như thế nào thì chúng ta cũng không nên giảm nhiệt độ cơ thể của mình đột ngột nha, để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Minh kính chúc cho các bạn và gia đình của mình lúc nào cũng khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều người để tất cả mọi người cùng biết mà tránh nhé. Cẩm nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.